Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng cầu Vĩnh Lân thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh. Đến dự có đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Cầu Vĩnh Lân có chiều dài 43,2 m, chiều rộng thông xe 4 m, tải trọng 8 tấn. Hoàn thành sau 3 tháng thi công, tổng kinh phí xây dựng 3 tỷ 450 triệu đồng, không tính ngày công lao động. Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới, ngoài việc tranh thủ nguồn vốn từ nhà nước và đóng góp của nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh đã tranh thủ sự quan tâm của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để kết nối với các cơ quan đơn vị mạnh thường quân, vận động nguồn kinh phí để xây dựng cầu Vĩnh Lân, từng bước hoàn thiện hệ thống cầu giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Dịp này, các đơn vị tài trợ và huyện Vĩnh Thạnh đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, cùng 2.000 quyển tập hỗ trợ cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.